còn lại đây một buổi chiều ướt cơn mưa, còn lại đây sương mù đường vắng tiễn đưa những kỷ niệm chợt như thoáng mây, những ước mộng chớp cánh xa bay. Còn lại đây hàng cây lá úa sầu đông, còn lại đây cùng đàn buông tiếng sương cầm, nhớ nụ cười hồn như ngất ngây, xa vời vợi lời hò hẹn có hay. Xin cho em một lần được mơ thấy anh, một lần được gọi tên anh, một lần được nhung nhớ anh. Xin một ngày mùa xuân nắng hồng ta cùng về chung lối mộng, xin một ngày mai có nhau. Còn lại đây một buổi chiều ướt cơn mưa, còn lại đây cung đàn vang tiếng sương cầm, nhớ nụ cười hôn những ngất ngây, xa vời vợi lời hẹn hò có hay. Xin cho em một lần được mơ thấy anh, một lần được gọi tên anh, một lần được nhung nhớ anh. Xin một ngày mùa xuân nắng hồng ta cùng về chung lối mộng, xin một ngày mai có nhau. Lời hò hẹn có hay, nhớ nụ cười hôn như ngất ngây, xa vời vời lời hò hẹn có hay. Xin một ngày mai có chương trình cuối cùng trong đêm nay. Bây giờ sẽ là số điểm dành cho Trần Hằng. 1, 2, 3. Và tổng số điểm của Trần Hằng là 77 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Trần Hằng là đứng ở vị trí đầu tiên cùng với Đào Ngọc Sang. Không có gì để rung nữa hết, đúng không nè? Bây giờ hãy lắng nghe những lời khen đi. Tại sao anh Thảo cho 8 điểm à? Thật sự là em đã thể hiện cái bài rất hay, nhưng mà em xử lý một vài chỗ đó làm giảm đi cái áp phê của người nghe, mà đặc biệt là anh không đàn, anh đứng anh chỉ nghe em hát thôi. À thì ví dụ như da 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 thì em lại luyến lấy da da da, nghe nó giảm đi cái độ phê của cái bài, bởi vì cái giai điệu nó đã đẹp rồi, em thêm cái luyến lấy đó vô thì chưa chắc nó hay bằng cái nó chính của cái bài mà nhạc sĩ đã viết ra. Đó là chia sẻ của anh Thanh Thảo ạ. Thôi bây giờ mình nghe tác giả ca khúc vừa rồi, nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ. Trước hết thì tôi xin cảm ơn bạn đã hát cái bài này. Tôi thì tôi nghĩ là cái khả năng của Trần Hằng có thể làm hơn như thế nhiều. Có thể là hát chót cũng là một áp lực nhé. Dạ, không phải đùa rồi. Đâu. Thường thường những cái bài của tôi thì cái
tựa đề của nó đã nói hết tất cả những cái tình cảm xin một ngày mai có nhau. Thế nhưng mà tôi nghe tôi chưa thấy được cái sự khát khao, sự đợi mong gần như là bất tận. Anh thì biết tại sao mà em chưa có gọi là chuyên tải đủ cái ý anh Huy nói. Thì bữa nay em đổi cái cách hát của em hát nhẹ lại, nhẹ đi cho nó phù hợp vô với cái dòng nhạc của anh Huy. Trong khi giọng hát em rất là nội lực, có lẽ vì vậy mà em chưa quen. Cảm ơn chia sẻ của các thành viên ban giám khảo rất nhiều, và một tràng tay lớn hơn nữa dành cho Trân Hằng đã hoàn thành phần dự thi của mình. Khi mà mình lên sân khấu thể hiện một ca khúc của một vị giám khảo ngồi tại đây thì cái tâm lý của mình nó bị run và lo lắng hơn rất là nhiều. Như Khánh thấy Thu Uyên hơi hồi hộp đúng không nào? Đứng một cái trên một sân khấu rất là lớn và được hát live với một ban nhạc rất là chuyên nghiệp, thật sự em rất là run ạ. Bây giờ mình quay lại phía sau, 1 2 3 xoay lại. Trời ơi.
Mai là hồi hộp mà hát như vậy đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban nhạc dành cho tiếng hát của Thu Uyên, một tiếng hát quá ngọt ngào. Đầu tiên, Khanh muốn được nghe chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà. Anh rất là thích cái cách mà ngân ra từng cái chữ hát á, vẫn có những cái ngọt ngào, vẫn có những cái luyến lấy ở đó, nghe rất là duyên, rất là tình. Nhưng mà em thả vào những cái nhịp nó lại rất là chắc. Cho nên giọng hát của em khi hát anh nghe nó có một sự tương phản. Vừa có cái gì nó rất là vững chãi của cái nhịp, nhưng lại vẫn có cái đông đưa của cái tình. Và cái đó là cái mà nó khiến anh rất là thích nghe giọng hát của em. Dạ. Cảm ơn nhạc trưởng Nguyễn Hà. Khanh muốn hỏi chia sẻ của anh Quang Trung. Em thì cái gương mặt rất đẹp, hát cái giọng rất mộc, rất rõ lời, hay lắm. Tóm lại là anh rất là thích cái phần dự thi của em ngày hôm nay. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều ạ. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của ban giám khảo dành cho Thu Uyên. Bạn có những cái nốt luyến lấy trong ngũ cung á, nó cũng rất là lạ. Tôi rất là thích ngoại hình của bạn, rất là sáng sủa, gương mặt rất là hiền hậu, cho nên là bạn đã chinh phục được tôi. Cảm ơn cô ạ. Tôi rất thích cái giọng ngọt ngào, nhiều cảm xúc, cái luyến lấy cũng hay. Nếu mà chỉ có thể nói một chữ thôi, hoa nở về, xong cái chữ đêm á, thì bạn leo nó là hơi lâu. Hoa nở về, chờ mãi không thấy chữ đêm đâu. Tại vì leo lâu như thế người ta tưởng như là mất cái nốt. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của ban giám khảo rất nhiều. Và một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Thu Uyên, thưa quý vị. Em rất là hạnh phúc và vui sướng khi nhận được rất là nhiều lời khen từ ban giám khảo cũng như là các thành viên trong ban nhạc. Và em hứa sẽ cố gắng thể hiện thật tốt trong những vòng thi tiếp theo. Xin chào, em tên là Bảo Anh. Bạn bè thường nhận xét Bảo Anh là rất là nhanh, làm gì cũng nhanh, hết đi cũng nhanh, ăn cũng nhanh. Mình nghĩ đôi khi đó cũng hay, tại vì mình có thể tiết kiệm được thời gian. Nhưng mà chắc là đến với cuộc thi này thì mình phải bình tĩnh lại, mình phải điều khiển được cảm xúc của mình, lắng nghe để mà học hỏi. Và hy vọng là với cái sự lạc quan này của mình thì bọn anh sẽ chinh phục được các anh chị ban nhạc cũng như là ban giám khảo. Còn bây giờ thì mọi người hãy cùng chờ đón phần trình diễn của bọn anh nhé. Một câu nói anh muốn trả lời. Em đã biết sẽ đau đớn như vậy mà nước mắt đó vẫn rơi không thể ngừng lại. Tiếc nuối những gì cho cả hai, và em biết đã có những sai lầm. Dù em đã cố giữ lấy anh đến vô cùng, và em đâu muốn chúng ta kết thúc như vậy, nhưng có lẽ đã đến lúc buông tay. Nếu anh đi, trái tim này buồn biết mấy. Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đây. Nếu anh đi, hãy cho em được nói với anh một lời. Dù
chúng ta vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng, ca khúc Nếu Anh Đi. Vậy Khanh có thể biết là cảm xúc hiện tại của em đang là gì không? À, em cũng vừa mới out ra cái bài hát một chút xíu, tại em vẫn còn một chút gì đó hơi rưng rưng với cái bài hát của em. Dạ. Bây giờ quay lại cái là vui hay buồn biết liền nè. 1, 2, 3, xoay lại. À, không có dấu chéo đỏ nào thì làm sao mà không vui được đúng không nè? Ý, riêng cái phần này là xin mạn phép là không hỏi anh Bách luôn. Được không anh? Anh chỉ nói Hoàng Bách Leo xin chào Gemini thế thôi. Anh xin hỏi anh Khôi à, anh nhận xét như thế nào về phần dự thi của Bảo Anh? Thì em thấy anh không có bấm là biết rồi. Bảo Anh vừa xinh vừa hát hay nữa. Cảm ơn Khôi à. Thế anh Quang Trung thì sao ạ? Em là vừa đẹp mà vừa hát hay. Bản nhạc đang cần những cái nhân tố như vậy đó. Cái nhạc của anh thiếu cái người đẹp. Có mỗi mình chị Phượng thôi à. Dạ. Cảm ơn ban nhạc quyền năng. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Xin chúc mừng một màn trình diễn khá tròn trịa nhé. Nếu mà có thể chia sẻ một lời khuyên thì hãy để dành một chút nội lực cho cái cao trào ở cuối bài hát. Cảm ơn rất nhiều. Những chia sẻ rất xúc tích của nhạc sĩ Đức Huy ạ. Thế còn chị Như Quỳnh ạ? Hình như ánh mắt của tất cả các chàng trai trong ban nhạc ngoại trừ chị Hải Phượng đều bị bạn thu hút. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Như Quỳnh ạ. Chúc mừng Bảo Anh với phần dự thi quá tuyệt vời. Và anh vừa mới hoàn thành xong phần thi của mình luôn. Cảm giác bây giờ vẫn còn rất là lâng lâng. Và hy vọng là khán giả cũng sẽ ủng hộ Bảo Anh. Cuối cùng rồi mình vẫn thế. Có sao đâu khóc chi em, cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành để mãi đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đau mà xót thương thân anh. Những ngày còn nồng ân ái giữa đôi ta đã bao cách biệt trùng trùng. Người thì mộng một trời cao sang, người thì còn trắng áo tay trơn. Nên anh đã biết được ngày nay. Chim quý phải ở lâu xa, anh không trách là em bội bạc. Mà em ơi, anh chỉ trách em. Sao em không nói thật lòng mình? Sao em gian dối để làm gì? Hãy nhìn một lần sau cuối trên ly bôi. Uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cùng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gái nhỏ dọc đường. Cuộc tình nào rồi cùng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gái nhỏ. Anh chàng này chắc yêu dữ lắm hay sao mà hát bài này thấy đau khổ quá nè. Bạn có tự tin với phần dự thi vừa rồi của mình không? Dạ, hôm nay thì sức khỏe em không được tốt, cho nên em không tự tin lắm. Bây giờ mình quay trở lại coi kết quả nha. 1, 2, 3, xoay lại. Có một dấu chéo,
đến từ anh Thanh Thảo. Khánh muốn nghe chia sẻ của anh Thảo ạ. Anh chưa có cảm nhận được cái nhấn nhá, cái tình cảm em đặt vào cái bài này. Với lại em hát nó bị phô. Em sẽ làm lại một lần nữa vào cái vòng xuyên ấp á, để em làm cho tụi anh thấy là em xứng đáng đi tiếp. Dạ, cảm ơn anh Thảo ạ. Có thể là vấn đề về sức khỏe cũng làm hạn chế đi một chút xíu nào đó về cảm xúc ạ. Thế còn anh Chánh Thảo thì sao ạ? Theo anh thì đúng là cái phần mà em hát vô cái câu A2 nó bị chênh cái độ cao nhiều lắm. Anh phải lắng nghe cho thật là kỹ là anh phô hay là em phô. Đôi khi cái đợn nó lên dây so với em mà. Chính vì vậy cho nên là anh không có bấm. Tới chừng một hồi sau em lấy lại được rồi thì anh mới thấy là anh không có phô mà là em phô. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những nhận xét của ban giám khảo. Có lẽ là do bạn quá run cho nên là bạn đã phô ngay từ những cái câu đầu tiên. Nhưng mà không sao, hy vọng rằng cái ca khúc kế tiếp của bạn đó, bạn sẽ tự tin hơn mà hát cho nó tốt hơn. Đó là chia sẻ của ca sĩ Như Quỳnh ạ. Bây giờ nhạc sĩ Đức Huy sẽ lựa chọn ca khúc nào cho Trương Tiến Thành? Bạn có thể hát bài Dã Từ của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng và Văn Vi hay không? Và bây giờ Trương Tiến Thành, chúng ta sẽ lui vào bên trong sân khấu để chuẩn bị cho phần trở lại của mình. Thành sẽ cố gắng thể hiện hết mình cho cái phần thi tiếp theo. Bừng lên rộn ràng ngất ngây, chân vui bước mê say, đôi cuồn tim cuộn si nồng cháy. Nhớ nhé em đêm nay, mình vai kề vai đắm say, cho câu hát xa bay, cho niềm tin rào rạt ngày mai. Nhìn vẫn chẳng viết treo lẳng lơ. Ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn trời vơi người yêu hơn. Nào cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay, mình quay cuồng trong ngất ngây. Huỳnh Ngọc Hậu quá bất ngờ, một sự lột xác. Bây giờ để xem số điểm của Huỳnh Ngọc Hậu như thế nào nha. 1, 2, 3 xoay lại, xin mời. Và tổng số điểm của Huỳnh Ngọc Hậu là 78 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Khanh rất muốn nghe ý kiến của các thành viên ban nhạc. Chị Hải Phượng, tại sao chị lại cho điểm 8 à? Khi mà Hậu bước ra thì rõ ràng là không phải một mình Phượng đâu, mà tất cả cả giám khảo lẫn các khán giả cũng bất ngờ. Bạn đã có một cái sự thay đổi một cách ngoạn mục, và đó là cái mà chúng tôi rất là cần. Thế nhưng mà cái lỗi lớn nhất của bạn là bạn đã vô quá sớm. Có thể nói là đi hát thì đương nhiên là ai cũng có lỗi, nhưng mà trong một cuộc thi thì chỉ cần một cái lỗi rất nhỏ cũng có thể làm cho cái điểm của mình nó hơi thay đổi. Tuy nhiên là bạn cũng mang đến một cái không khí rất là sôi động, và Phượng hy vọng rằng là bạn sẽ có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm để có thể bước vào vòng trong. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Không biết anh Khôi thì sao ạ? Chúc mừng Hậu, anh thấy em trình bày tiết mục này rất là tốt. Nhưng mà anh nghĩ là cái phần biểu diễn của em, anh nghĩ là cái giọng hát em nên xử lý bài này cho nó quái thêm tí nữa thì hay. Nó hơi hiền. Cảm ơn anh Khôi ạ. Anh xin hỏi thêm một người nữa của ban nhạc, đó chính là anh Nguyễn Hà. Trước đây em chưa có từng gặp nhiều cái thử thách, chưa có từng gặp những yêu cầu thay đổi. Nhưng mà trong quá trình làm việc với ban nhạc Quyền Năng mấy tuần nay, thì khi em gặp được những yêu cầu thì anh đánh giá em là người thích ứng theo những yêu cầu rất là nhanh, nên phát huy. Cảm ơn chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà, và một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Huỳnh Ngọc Hậu thân mến, bây giờ sẽ là những nhận xét của ban giám khảo dành cho mình. Phải nói là cô đó, là cô phải thấy là Ngọc Hậu lột xác hoàn toàn đó. Rất là bất ngờ, con đã thể hiện được gần như là tương đối, và con cố gắng hát hết mình hơn nữa, bốc cháy hơn nữa nha.
chỉ có những sự góp ý của những anh ban nhạc sẽ là một động lực để cho con khắc phục được trong cái dòng nhạc sống động như thế này. Hôm nay là con mặc đồ rất đẹp, tuy là những cái bước nhảy con thì nó chưa có gọi là điêu luyện lắm, nhưng mà như vậy là được rồi con. Lần đầu tiên con làm vậy là chú đánh giá cái sự nỗ lực của con rất là cao, chúc mừng con. Tôi cũng đánh giá cao cái việc mà em thử thách với chính mình. Thì tôi chỉ mong là bây giờ em phải sửa soạn tâm tư sẵn sàng để bước lên cái nấc thang cao kế tiếp. Tôi nghĩ là em xứng đáng làm cái việc đó. Cảm ơn. Cảm ơn những lời khen của ban giám khảo đã dành cho Huỳnh Ngọc Hậu. Chúc mừng Huỳnh Ngọc Hậu. Hậu muốn thay đổi mình hơn để hướng tới một cái dòng nhạc mới, chinh phục được các ban giám khảo, các anh chị trong ban nhạc. Quý vị nhớ ủng hộ Hậu nhiều hơn nữa nhé. Quý vị thân mến, tiết mục tiếp theo Khanh tin chắc rằng cũng sẽ mang đến rất nhiều bất ngờ với một sáng tác của Diên An, Vết Thương Cuối Cùng. Và đó là Kaozami. Và xin cảm ơn phần hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Hà, saxophone Quang Trung và nhóm bè TL. Trời ơi, đêm cuối rồi, mặn mà đẹp quá. Mình có ban nhạc chấm cho mình bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3, xin mời. Tổng số điểm của Kaozami trong bài hát này là 83 điểm. Xin mời ban nhạc hãy đưa ra những nhận xét của mình. Dạ, em mời anh Quang Trung chia sẻ luôn ạ. Người đứng gần Kaozami nhất trong tiết mục này. Anh là rất là thích được biểu diễn chung với em. Mà khi anh đứng dưới đó đó, anh cũng dùng cái tiếng kèn với tiếng hát của em, anh thấy rất là quyện. Và anh thích cái tiết mục biểu diễn của em, nên anh gửi tặng em 10 điểm. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Đó là chia sẻ của anh Quang Trung ạ. Xin mời Nguyễn Hải cho chia sẻ của mình. Với phần trình diễn của em hôm nay á, thì cái mức độ hòa quyện của em với dàn nhạc á, càng ngày nó càng tăng lên. Có lẽ anh em đồng ý không? Sau cả một quá trình thì đến ngày hôm nay cái sự gắn kết trong lúc trình diễn nó rất là tốt rồi. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Hà rất nhiều. Đó là chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hà và một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều ạ. So với những lần trình diễn cuộc thi lần trước, bạn hát một ca khúc rất là dịu dàng, êm ái. Đúng không anh Chí Tài? Đúng. Và hát nội lực, nhưng mà bạn biết cách hát, cách ém hơi như thế nào đó, chứ không phải là phải kiểu nào bốc lửa giống như những lần trước nữa. Không, bạn hát rất nhẹ nhàng, cho nên là tôi thấy kỳ này bạn lại rất đa dạng. Cái bài hát này là lần đầu tiên tôi được nghe, thì tôi có cảm tưởng là bài hát này chắc là em thích nó nhiều. Nhưng mà toàn cái bài hát đó, lắng nghe cái lời của em nó hơi bị mờ, nhất là khi mà ban nhạc bắt đầu xây nó lên thì lúc đó nó có cả bè nữa, nhưng mà đáng lẽ lúc đó em phải ở trên, thì lúc đó em hòa quyện với tất cả. Tôi nghĩ là em có thể làm hơn được. Xin cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy và một lần nữa chúc mừng Kaozami đã hoàn thành phần dự thi đầu tiên của mình, và chúng ta hãy cùng chờ đợi sự thú vị đến từ ca khúc tiếp theo của Kaozami. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Kaozami thưa quý vị. Anh vì sao cũng dưng trời lại mưa.
này là không ai dám giận, nói thiệt. Chúng ta vừa đến với một sáng tác của Đức Trí, ca khúc Giận Anh. Thí sinh đêm nay làm cho chúng ta căng não quá. Bây giờ quay lại xem ban nhạc dành cho Duyên Quỳnh bao nhiêu điểm nha quý vị. 1, 2, 3, xin mời. Mấy điểm 10 đây? Mấy điểm 10 đây? Wow, đây là điểm 10 đầu tiên của mình trong suốt 4 vòng thi vừa qua. Cho nên là bây giờ mình cảm thấy rất là vui sướng vì mình đã tự lập được kỷ lục cho bản thân mình rồi. Xin mời tổng số điểm dành cho Duyên Quỳnh. 86 điểm. Thứ hạng hiện tại của Duyên Quỳnh là bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Bây giờ sẽ là những chia sẻ của ban nhạc. Anh Bát ơi. Giận anh vì sao? Làm sao mà lại giận anh? Anh cho 10 rồi. Nói chung hôm nay ai là người may mắn ở lại thì sẽ lại tiếp tục mạnh thêm nữa, nhiều vũ khí nữa. Và anh tin em sẽ là một trong những người đấy. Hôm nay em làm rất tốt. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách. Chị Phượng thì sao ạ? Bài này chị Phượng đánh sung quá. Chúc mừng em có một phần trình diễn rất là thành công. Cái bài này theo ý chị á, là nó không có gì nhiều để cho người thí sinh có thể tạo một sự khác biệt về mặt kỹ thuật. Thế nhưng mà đến khi Duyên Quỳnh lên đây và biểu diễn và làm cho tất cả ban nhạc cuốn hút theo cái phần biểu diễn của em, thì chị phải xin lỗi em. Bây giờ chị mới thấm là thầy chị đã nói là không có bài nhỏ, không có bài lớn, chỉ có cái đồ xử lý nhỏ và cái đồ xử lý lớn. Cảm ơn em đã cho tất cả mọi người một cái màn trình diễn thật là ấn tượng. Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Hãy cùng lắng nghe ban giám khảo chia sẻ. Lúc đầu á thì mình có một trường hợp rất thông minh là Đào Ngọc Sang. Cái gì thì cô này đó cũng là 8 lạng nửa cân. Dạ. Cô chừa những cái chiêu, những cái đòn cùng... hay là mỗi ngày cô hé mở mở đánh... tí hay lắm. Vâng, một tràng pháo tay ngay. Anh thì không có gì nói nhiều đâu, anh đã nói rồi, người nào tin Quỳnh là giỏi hết á. Anh thích hết á. Rất là chuyên nghiệp, rất là chuyên nghiệp. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo ạ. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho Duyên Quỳnh. Chúng ta sẽ còn gặp lại Duyên Quỳnh một tí nữa. Tất cả những vòng trước thì Quỳnh rất là áp lực về thi cử, nhưng mà riêng vòng này thì Quỳnh cảm thấy là mình ra sân khấu và mình hát và mình quẩy vậy thôi, chứ mình cũng quên mất là mình đang đi thi luôn. Nên là nhiều khi là máu quá. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa anh không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa lắm, khi mưa làm hồn ta nhớ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Đường vào tim em bao cơn sóng, đầy tình anh xa bên xuân hoa mộng, trái tim em muôn đời lạnh lùng. Hỡi ơi Bảo Anh thân mến, bạn hát bài này bạn có nghiên cứu về phiên bản gốc không? Dạ cũng có một chút. Bây giờ xem ban nhạc sẽ chấm cho Bảo Anh Gemini bao nhiêu điểm với tiết mục vừa rồi. 1, 2, 3, xoay lại. Và tổng số điểm là 74 điểm. Bảo Anh đang đứng ở vị trí thứ tư. Khi mà hát cái bài này thì dĩ nhiên là có một phiên bản rất là thành công, ngồi trước mặt mình lại là ban giám khảo chấm điểm cho mình nữa thì không còn gì gọi là áp lực hơn. Nhưng mà cũng cố gắng để mà làm tốt cái phần trình diễn của mình thôi, chứ cũng hy vọng là quý vị khán giả sẽ bỏ qua nếu như mà có gì sai sót. Khánh xin mời nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Hôm nay em rất là dễ thương, em có cái riêng của em. Tuy nhiên là chị rất tiếc là chỉ có thể cho em được cái điểm đó thôi. Bởi vì ở trong vòng này á, thì ngoài cái chất giọng thì các bạn sẽ phải nghĩ ra cái gì đó để cho mình nổi bật hơn những người khác.
để cho ban nhạc chúng tôi thấy các bạn là có những cái bứt phá thì những bạn đó sẽ được điểm cao. Thì ngày hôm nay chị chưa thấy cái điều đó nhiều ở em. Cảm ơn nghệ sĩ Tú Hải Phượng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của anh Chánh Thảo ạ. À, chào em. Cái ca khúc này á, là cái ca khúc được rất nhiều ca sĩ đã hát. Khi mà anh nghe lời em hát á, thì thấy rõ ràng là em có cái cách hát riêng của em. Và cái thứ hai nữa thì cái trang phục này đẹp, rất là dễ thương. Ok, cảm ơn. Cảm ơn Chánh Thảo ạ. Bây giờ Bảo Anh thân mến, chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho mình. Nhìn em là rất sáng sân khấu, em rất thông minh trong cái việc làm cho cái trang phục của em hợp với cái bài hát. Duy chỉ có cái mà riêng tôi lưu ý đó là có một vài chỗ nó bị non. Và cái đoạn giữa đó, lúc cao trào thì em đẩy, em kéo bản nhạc theo, em đi hơi nhanh. Thành ra nhớ cái kiểm soát. Nhưng mà nói chung thì tôi rất thích màn trình diễn của em, xin cảm ơn. Em làm cho chị nhớ lại, không dám nói mấy chục năm về trước. Trước đây, nói trước đây lâu lắm rồi. 25 năm, anh bắt nó là 25 năm vậy. À, chị chúc mừng em là hôm nay em làm một cái bài hát, nó một cái phần phối âm và coi như một cái phiên bản nó lạ. Em trình diễn rất là tự nhiên, một cô bé nhí nhảnh nhưng mà nó cũng không kém phần sexy. Không kém phần sexy, rất là dễ thương. Đây là lần đầu tiên chị được nghe ban nhạc Quyền Năng đã phối hợp và đã đánh cho em hát ca khúc này. Một lần nữa chúc mừng em. Còn chờ gì mà không một tràng pháo tay lớn cho ban nhạc. Đúng. Đó, ban nhạc Quyền Năng. Ai quả âm vậy, ai quả âm vậy? Dạ nãy giờ khen nhiều nên em nhận. Một lần nữa cũng rất là cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hà cũng đã mang đến rất nhiều những bản hòa âm tuyệt vời dành cho các bạn thí sinh trong mùa giải năm nay. Và chúng ta hãy cùng chúc mừng Bảo Anh Gemini vừa hoàn thành phần dự thi của mình. Lát nữa đây chúng ta sẽ còn gặp lại Bảo Anh nhé. Câu hò ý nhà thành bài ca, ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều gươm vang bóng thời xưa. Bà sáu phố phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội linh. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Đến Huế rồi thượng dòng sông Hương, chờ đồng ban ngự bừng thăm lăng di tích, thăm thiên mù tóc thề chậm vài nghiêng nón qua trường tiên. Đêm trăng buồn trên bến vẫn lâu, ngóng câu mãi đây dòng ai nén tham sầu, bên đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương mộng mơ. Thank you.
Tuấn Hoàng thân mến, đến với tập 6, tự nhiên Khánh thấy bạn hứng khởi hơn rất là nhiều. Và thực sự là đến bây giờ thì Tuấn Hoàng vẫn xúc động, nhưng mà cố gắng để mình nhập tâm mình hát thôi ạ. Và ngày hôm nay Khánh thấy được Tuấn Hoàng rất tự tin hơn hẳn những gì đã thể hiện ở vòng 1. Bây giờ chúng ta hãy cùng xoay lại xem số điểm dành cho Tuấn Hoàng. 1, 2, 3. Xin mời. Và tổng số điểm của Tuấn Hoàng là 73 điểm, đang xếp ở vị trí đầu tiên. Chúc mừng Tuấn Hoàng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những sự chia sẻ đến từ ban nhạc. Khanh xin mời anh Hoàng Bách, người đã cho bạn điểm 9. Đối với riêng Hoàng Bách thì Bách cảm giác là bạn ấy làm cho mình cuốn hút từ đầu đến cuối. Rất là hân hoan. Không khí rất là phấn khởi. Dạ. Tưng bừng, kiểu như vậy. Bách thấy rất là thích phần trình diễn của bạn. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Tiếp theo, Khanh muốn lắng nghe chia sẻ của chị Hải Phượng. Bởi vì là người trong nghề, nghe rất là nhiều nhóm hát cái bài này. Có nhiều nhóm hát ba miền thì phải là ba người, vì ba người đó mới có chất giọng riêng biệt. Yeah. Thì một mình bạn đã làm được điều đó và bạn làm khá tốt. Khá tốt nhưng chưa phải là tốt hoàn toàn so với cái lực của bạn. Cho nên là đối với Phượng là điểm 8 cũng là vừa đối với Tuấn Hoàng. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Tuấn Hải Phượng ạ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Tuấn Hoàng. Chúc mừng Tuấn Hoàng đã có một màn mở màn rất là thành công. Nếu mà bạn cứ tiếp tục tập trung tốt thì tôi nghĩ là những người theo sau bạn cũng khá mệt đấy. Có là một số chỗ em hát hơi bị mơ. Và cái chữ cuối cùng, chữ đông á, em hát cho rõ ra miền Nam một tí nữa. Hồ Ngọc Diễn đông, đông. Nó hơi, cái âm nó đóng lại, em hơi mở nó ra. Thành ra nó hơi lai một chút xíu thôi, chứ nó không nhiều lắm. Nhưng mà kể ra thì em đã có làm tròn cái bộ phận của một người con của Việt Nam, Bắc Trung Nam. Xin chúc mừng em. Anh nghe nói là bữa nay em khác với gương mặt nó đang nghiêm túc của em bây giờ. Em ra em hát là em thể hiện vui vẻ rồi, theo từng miền hết. Anh có lời khen em đó nha. Một lần nữa cảm ơn những sự chia sẻ và cũng như những lời chúc mừng của ban giám khảo dành cho Tuấn Hoàng. Cảm ơn Tuấn Hoàng rất nhiều. Xin chào, mình là Ca Uyami, là cô giáo mầm non tương lai. Khi ở lớp học thì Ca Uyami luôn là một người dịu hiền. Còn trên sân khấu thì Ca Uyami có một chút cá tính và mạnh mẽ. Đến với chương trình ban nhạc quyền năng thì Ca Uyami mong muốn rằng có thể chinh phục được ban nhạc và có thể chạm vào cái giải thưởng cao nhất của chương trình. Mong các bạn sẽ ủng hộ Ca Uyami nhé. Trong tình yêu của thế niên thiếu, nhìn bầu trời theo đèn sao, dù rằng mình chưa cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quen biết nhau một ngày, đời mà thì nhớ suốt trong cuộc đời. Dù phút giây ban đầu và trực tiếp diệu. Tình xuân ngất ngây ta cũng say. Có nhớ đêm nào nhớ phút tan thở đã chết yêu nhau, xin nhớ tìm nhau. Nhạc hoa thắm nhấp say chim
những ánh trăng mơ màng, tìm đến hạnh phúc đây rồi, và đời là một bài thơ. Lần đầu tiên trong lịch sử của ban nhạc quyền năng. Alo. À, còn tốt. Đỡ quá. Thí sinh cuối cùng mà bốc lửa quá. Nó hát xong là giục mic luôn. Thầy nói là cái đó là ta sống vô cái bài hát thấy chưa? Thấy chưa? Có nhớ đêm nào? Quăng luôn hả anh? Ờ, à, không phải vô sao tình thôi chứ quăng đâu có đâu có quý. Không, quăng chuột tay thôi. Kéo rồi. Nó tính làm vậy thôi. Nó tính là vậy nè đó, đúng không? Ai vậy chuột luôn. Hên quá, bài này chứ bài thẳng nó chết. Bây giờ chúng ta cùng xoay lại nha. 1, 2, 3, xoay lại. Anh xin hỏi anh Trung Sinh. Xin chào bạn, với một ca khúc như thế này thì anh nghĩ thì chắc tất cả các anh em ở nhà không ai mà đỡ lòng đào bấm đâu. Tại vì hát thứ nhất là quá hay, quá máu lửa, làm cho tất cả những khán giả hay là giám khảo ở trong hội trường ai cũng gần như là muốn nhún nhảy với bạn. Quá tuyệt vời, xin chúc mừng bạn. Quá tuyệt vời, cảm ơn Trung Sinh à. Với dòng nhạc Tây Nguyên núi rừng như thế này không ai hiểu hơn chị Phượng hết. Khanh mời chị Phượng. Chị phải cảm ơn em đã đến với chương trình này để truyền cái sức trẻ của em qua cái bài hát và qua cho tất cả mọi người. Khi em hát là tự nhiên chị cảm giác được là cái không khí trên này nó nóng lên và không khí cả một cái phòng khán phòng này nóng lên. Một lần nữa chị xin cảm ơn em về phần trình diễn quá tuyệt vời. Cảm ơn nghệ sĩ Tú Hải Phượng ạ. Rồi bây giờ Khanh xin hỏi anh Thanh Thảo ạ. Bây giờ anh đi xuống đây nè để cho gần gần. Anh chỉ góp ý một phần nhỏ, nhưng mà cái vấn đề đó là cái bài đầu em hát cái lời nó hơi bị mờ. Thì anh ráng anh để coi em có cải thiện được không. Nhưng mà thực sự em làm rất tốt. Và cái khen của anh là em có một cái chất giọng rất đẹp, giống như là cái dáng của em. Ông ơi, cái loại nhạc này là nó đòi hỏi như vậy đó. Mày hát mờ, ta lắng nghe. Rồi về sau cái nó mới bốc lên. Chứ giờ còn rõ ràng quá thì thôi còn nói chuyện gì nói nữa. Dạ tại nó hơi mờ đó anh, chứ mà nó mờ quá là em bấm rồi. Cái này tôi nghĩ đó là chắc bạn muốn kiếm dịp, kiếm cớ bạn xuống đây rồi bạn. Đúng rồi. Bạn muốn xuống ôm thì cho ôm đại cho xong đi rồi đi. Cần em làm mẫu cho không? Xuống đây. Thôi, hôm nay em đủ qua ta rồi. Cảm ơn anh Thảo rất nhiều. Cho tôi hỏi Ca Ư Gia Mi đến từ đâu? Dạ. Dạ em xin chào ban giám khảo và chào ban nhạc và chào tất cả khán giả ở đây. Em đến từ Lâm Đồng ạ. Lâm Đồng. Vâng. Ồ, em có một cái chất giọng trời phú tốt và em hát nội lực, em hát với tất cả những cái cảm xúc, với có thể nói kỹ hơn là em hát với từng tế bào của cơ thể em. Tôi rất thích điều đó. Xin chúc mừng em. Ôi, chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy ạ. Em anh đâu có cần phải cà lâm dữ cái vậy. Nốt gì? đó thấy không? Cái nốt cuối cùng đó có cao quá không? Hơi cao. Đó là một bài thơ gì đó. Không cao đâu. Tại vì cô kéo cái mic ra mà. Đúng rồi. Mà cái đuôi của nó vẫn đúng nốt mà tôi nghe. Em xin chia sẻ một chút xíu là tại vì hôm nay á em cũng hơi cái giọng em đang bị cảm á. Mấy bữa nay bị bệnh, nó bị viêm họng. Sợ là có chuyện gì em đưa ra xa đúng không? Chứ anh thấy là em lên tới mà. Còn dạ, nói gì nữa quý vị, một tràng pháo tay lớn nữa dành cho Ca Ư Gia Mi. Chúc mừng bạn đã được bước thẳng vào vòng 2. Vui vì mình đã bước tiếp vào vòng trong. Cảm ơn ban giám khảo đã cho Ca Ư Gia Mi một cái cơ hội để thể hiện sức mình. Hẹn khán giả ở vòng sau nhé. Tôi muốn quên đi tháng với ngày cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần cha đi nhặt từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều.
tóc bạc tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân chân. Trong cuộc đời cứ lừa dối đi để anh đây còn có những ngày vui, dù em đam mê trong vòng tay người, dù em đang phôi pha lời ân ái, dù em đang tâm vui chôn môi. Còn mãi mê quên đường về, cứ lừa dối đi để anh đây còn ôm ấp mộng say, rồi mai em ra đi không trở lại, mình anh câu ăn năn lời sám hối, tìm nhau ta tìm nhau suốt kia rồi chia tay tình chờ. Một mai đi bên ai em quên hình bóng xưa, một mai vui bên ai em quên lời yêu đầu, em vô tình lạnh lùng đến thế sao, em ở thơ nhạt nhòa đến thế sao. Yêu đương này, cuộc tình này quá đáng cay. Cứ lừa dối đi để mai đây còn những giấc mộng đẹp, cứ lừa dối đi để chia tay còn có kỷ niệm vui, tìm quên trong hư hao đời mộng mị, tìm quên trong men cay lời gian dối. Rồi mai khi tỉnh giấc còn mê man, cứ lừa dối đi. Rằng có ngày em ra đón anh nửa cuối đường, anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau, chính cùng nơi đây ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường. Rồi một ngày anh đi, em buồn như khóc, anh đâu hay biết giờ này em biết xa nhau năm tháng, hôm nay anh cũng đã quay về đây bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay. Nhưng tiếc thay anh ơi, những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ, chẳng có thiên đường bao giờ.
đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ. Đường gập ghềnh em đi, riêng một mình em đường dài em đi. Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi, chẳng biết nói gì. Rồi chợt buồn em khóc, anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh. Yêu anh cho dù phải cách xa anh. Khi giấc mơ đã quay trở về em, vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường. Trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ. Bây giờ chúng ta cùng xoay lại xem ban nhạc dành cho Thảo Ngọc bao nhiêu điểm. 1, 2, 3, xin mời. Tên 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 tên. Và tổng số điểm của Thảo Ngọc là 70 điểm. Thứ hạng của Thảo Ngọc là bạn đang đứng ở vị trí số 5. Không sao, thứ hạng này vẫn còn có thể thay đổi được. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ của Quang Trung. Anh rất khen ngợi em, hôm nay có một bộ đồ rất là đẹp, rất là phù hợp với dáng của em. Em cảm ơn anh. Em sở hữu một cái giọng ca cũng rất là tốt, có nội lực. Cái bài hát này thì là em có một cái gì rất là riêng của em, cũng rất là hay. Nhưng còn hồi hộp lo lắng lắm, nó chưa có đạt đến một cái cảm xúc nhất định để cho anh có thể là tặng em con số điểm là tuyệt đối nhất. Còn biết anh hàng xóm của anh Quang Trung thì sao ạ? Anh Thanh Thảo ơi, hàng xóm nhưng mà lâu lắm mới thấy hai người cho điểm giống nhau nè. Thì cái quan điểm của anh lại khác, là em chưa có sẵn sàng để em nhập cuộc. Khi em nhập cuộc vô một cái là ngay nốt đầu tiên là em đã với rồi. Và em đã chệch choạng ở khoảng 1-2 ô nhịp đầu. Anh sẵn sàng anh sẽ bỏ qua chỗ đó. Nhưng mà xuống tới cuối bài anh chờ em một cái nữa. Bao giờ em đẩy lên cao luôn, cái sao phải đưa nó xuống làm chi. Chắc chắn anh sẽ có một cái điểm cao cho em. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các thành viên của ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Thảo Ngọc. Bữa nay em hát nó không có đã, thành ra là phải đi. Riêng tôi thì tôi nghĩ rằng chắc có lẽ là bạn là người hát cuối cùng. Nó có cái gì đó rất là căng thẳng. Bạn cố gắng lên thật nhiều nhé. Dạ, em ơi. Cảm ơn ca sĩ Như Quỳnh ạ. Khanh vẫn cảm thấy được Thảo Ngọc vẫn giữ được một cái nét rất là riêng. Cô gái rất đầm thắm và giọng hát rất sâu lắng. Chúc mừng Thảo Ngọc đã hoàn thành phần dự thi của mình. Vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say. Xin cho ta nhìn ngóng tay em là cánh sen thơm ướp trong vòng đêm mái tóc. Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây. Xin trong nắng mềm về tiếng khôi đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khăn gieo ca I'm not afraid.
đó là My Nguyễn và Tuấn Nghĩa thưa quý vị. Bây giờ sẽ là thời gian của ban giám khảo chúng ta hội ý và đưa ra quyết định. Cuối cùng, thống nhất 1, 2, 3. Cái người mà đưa ra cái quyết định đó không ai khác hơn, đó là ca sĩ Như Quỳnh. Không hề. Không hề. Chết rồi. Cái này là chết rồi. Tại vì rất đơn giản, đây là dòng nhạc tình. Nếu mà Chí Tài thì Đức Huy nói thì nó không có gì đặc biệt. Để cho một người hát nhạc quê hương, nhạc dân ca, người ta quyết định. Và sự quyết định của ban giám khảo là, trước khi nó quyết định mình phải phân tích nha. Hai giọng ca đều hay như nhau, diễn xuất đều hết, hát rất tình cảm và kỹ thuật. Nhưng có một điểm khác biệt, khác có một điểm khác biệt lớn. Và cái điều đó khiến chúng tôi đã suy nghĩ và chúng tôi đã đồng ý là quyết định dựa trên cái yếu tố đó. Và hai người này đó thì họ hơn nhau chỉ có một tí xíu thôi. Và sở dĩ mà cái tí xíu đó nó nghiêng về cái người mà tôi sắp nói thay vì cái người kia đó, là bởi vì cái người kia hát hơi mạnh quá, cái tình cảm nó bị đè xuống, nó không có được thăng hoa, nó không được thoải mái. Và bởi vì lý do đó mà chúng tôi đã chọn cái sự dịu dàng, ngọt ngào, mượt mà của Tuấn Nghĩa. Chúc mừng Tuấn Nghĩa là thí sinh được bước tiếp vào vòng trong. Như vậy là chúng ta sẽ phải chia tay với thí sinh My Nguyễn tại đây. Và rất là cảm ơn My Nguyễn đã đến với ban nhạc Quyền Năng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với số điểm của ban giám khảo dành cho Kazumi trong tiết mục vừa rồi. Thật lòng thì cô Như Quỳnh mong là Kazumi hát nó bốc lửa hơn một tí nữa, nó hoang dại hơn một tí xíu nữa mới đúng cái chất của Kazumi. Cho nên là rất tiếc là cô Như Quỳnh dành cho Kazumi số điểm là 9. Tôi thì tôi thấy là
hôm nay em hát tốt, thế nhưng mà em chưa sống trong cái bài hát đó và em chưa có tỏa sáng trong cái bài hát đó, thiếu cái gọi là nhiệt huyết trong đó. Tôi xin gửi Kai Jamie lại 9 điểm. Có lẽ là tại vì em chưa quen với lại cái đội hình với các vũ công. Ra mình bước đầu tiên ra là đi vài bước là thấy nó không có tự tin. Rồi sau đó có lẽ vì vậy mà bắt đầu mình hơi lảo đảo tí. Đáng lẽ là anh cho em như vậy, nhưng anh sẽ tặng em thêm một điểm. Như vậy thì tổng kết số điểm ở tiết mục này, Cơ Giơ Mi đã giành được 27 điểm. Cảm ơn Cơ Giơ Mi rất nhiều. Chúng ta sẽ còn gặp lại Cơ Giơ Mi trên sân khấu. Vàng cây lá bay, đôi tay gầy guộc mang suy tư về. Này đôi mắt nhung kiều sa môi mềm tìm đến bên em. Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng. Xin chào quý vị khán giả, em tên là Tuyết Lan. Thường thì em không có gây được ấn tượng với người đối diện, nhưng mà bù lại được em có niềm đam mê là âm nhạc. Hình bóng cũ xa xôi, em ơi bước đi
chưa tắt, khu phố xưa lạnh buồn tênh. Hôm em bước lên xe hoa thêm nhà tươi pháo hồng. Em ơi pháo vui như vô tình sẽ nát tim anh. Bao nhiêu ước mơ nay phai tàn tình ôi phù phàng. Một ngày dù duyên chưa thắm, chuyến đò xưa sao nỡ quên. Cùng với Phố Vắng Em Rồi. Tuyết Lan ơi, bạn có tự tin là phần dự thi của mình ngày hôm nay là không có dấu chéo nào xuất hiện không nào? Dạ em cũng hy vọng là vậy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại nha. 1, 2, 3. Chúng ta có 3 dấu chéo xuất hiện. Người đầu tiên Khanh muốn được hỏi đó chính là anh Khôi. Anh nhận xét như thế nào về phần dự thi này? Thì anh thấy phần dự thi của Lan rất là tốt. Nhưng mà chỉ có là cái những cái câu mà ngân của Lan trước khi vào A, nó cái nhịp của Lan nó không có rõ. Thì đó, anh nghĩ em nên rút kinh nghiệm ở cái chỗ đó. Dạ, em xin cảm ơn Khôi ạ. Bây giờ Khanh xin hỏi chị Hải Phượng. Chào em, chị rất là thích cái giọng của em. Giọng của em có một cái gì đó đặc biệt. Đó là một cái tố chất cần có của một người ca sĩ. Tuy nhiên á, 3 lần em vô đều giống y chang như nhau, thì làm cho khán giả cảm thấy là không có cái gì mới hết. Thêm nữa là chị nghĩ rằng là em hơi căng thẳng nên em hát quá cố gắng. Chỉ hy vọng là khi em hát là em sẽ thoải mái hơn. Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Bây giờ thì Khanh xin mời nhận xét của nghệ sĩ Chí Tài. Anh rất là thích cái giọng của em, vì cái giọng của em là có cái riêng biệt của em. Thì là anh hy vọng là cái bài thứ nhì em đừng có căng thẳng, thì em sẽ vượt qua, phải cố gắng nghe không? Dạ. Anh mong là em để ý đến cái vấn đề này. Cái sự sống động của em nó thiếu từ khi mà em không có cái chuẩn bị cho cái hơi, cho 12 chữ liền một lúc. Cần cái sự nhấn mạnh vào một hoặc là hai chữ nhất định trong cái câu đó nhá. Mình bước ra sân khấu rồi run, hồi hộp đồng ý, nhưng mà kiểm soát cái run đó. Dạ, ý là mình đối diện với nó một cách nhẹ nhàng hơn. Vâng. Dạ. Đúng rồi, em ra phải nhìn anh nè. Nhìn nó vẫn căng thẳng lắm. Như vậy các bạn nữ mà thí sinh nhớ nhìn anh Chí Tài. Dạ, chỉ em cần nhìn à. Anh Chí Tài là tự nhiên lên tinh thần ngay. Nụ cười luôn nở trên môi. Và đó là những chia sẻ của ban giám khảo. Và bây giờ với kết quả là 3 dấu chéo đỏ, Tuyết Lan sẽ phải hát lại một ca khúc nữa do nhạc sĩ Đức Huy lựa chọn. À, tôi có một bài mà tôi rất thích của nhạc sĩ Lam Phương. Không biết là Tuyết Lan có thể hát cho tôi nghe bài Mưa Lệ. Ca khúc Mưa Lệ, một sáng tác của Lam Phương ạ. Mình sẽ cố gắng
thoải mái, không căng thẳng nữa để hoàn thành tốt cái bài sinop này. Dù ta đã xa thân chân trời nào, lầm lỗi ngày nào
Và đó là Daily. Chúng ta vừa nghe một sáng tác của Hồ Hoài Anh, Dẫu Có Lỗi Lầm. Bây giờ hãy xem ban nhạc chấm điểm cho Lily bao nhiêu nhé. 1, 2, 3, xoay lại. Tổng số điểm của Daily là 74 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ tư. Và số điểm này vẫn còn có thể tăng lên nữa. Xin mời các thành viên ban nhạc. Đầu tiên Khanh xin mời anh Hoàng Thắng trước. Nếu mà đúng ngày hôm nay á, anh có thể cho em điểm chính, nhưng mà là gì? Do em máu quá, có nhiều cái là em lại bị trong bên với ban nhạc ha. Và câu đầu, cái nốt đầu tiên em vô á, em lại bị sai nốt, cho nên là anh chỉ dành cho em điểm 8 thôi. Dạ, cảm ơn Hoàng Thắng. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà, người đã gắn bó với thí sinh Daily gần như là nhiều nhất đi. Phần trình diễn của em ngày hôm nay á, thì anh ghi nhận được cái sự tiến bộ của em. Đầu tiên hết á, là em bước ra khỏi cái phong cách nhạc quen thuộc của em, và em thay đổi luôn cả cái diện mạo mà em yêu thích, để em tiếp cận dần với lại những cái sự đa dạng cho mình. Thì đó là điều đầu tiên anh cảm thấy là chúc mừng cái sự tiến bộ đó của em ha. Còn em thẩm âm cái nốt đầu tiên thì cái đó nó có nhiều lý do lắm. Khách quan ở đây do âm thanh hay là do một cái gì đó em lo ra thôi. Cho nên bắt đầu nốt đầu tiên mà nó chật chạc tí thì theo anh cái đó thì nó không đáng phải suy nghĩ nhiều. Em cũng phải nói nhiều lắm. Cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Hà, và cảm ơn tất cả các thành viên trong ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Bây giờ Daily ơi, chúng ta hãy nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho mình nhé. Có bao giờ mà Daily hát cái bài này mà có một mình với cái piano không? Chưa bao giờ, chỉ có cái đàn guitar với một mình em thì có. Vậy là có hát trước rồi. Vậy là hôm nay tâm lý em không có ổn định. Mà bữa nay hát về là theo anh là chưa có đã lắm. Yeah. Còn thiếu cảm xúc nhiều. Nhưng mà thật sự là hồi nãy là Như Quỳnh là ao ước được ban nhạc Quyền Năng đánh vào cái điệp khúc. Nếu mà nguyên band mà đánh vào thì em nghĩ là cái lúc đó sẽ là lợi thế cho Daily rất là nhiều. Đó. Nhưng mà vấn đề em hiểu ý của anh Hà. Với cái vòng đã vào tới cái vòng này rồi thì các bạn phải thể hiện ra rất nhiều những cái bản lĩnh của mình khác nhau nữa. Đấy là lý do cái trận ngày hôm nay là một cái trận khó. Và các bạn ấy đang thể hiện ra nhiều cái nhược điểm của mình, đặc biệt là những bạn được đánh giá rất cao ở những vòng ngoài. Thì em nghĩ đấy là cái thú vị của cái vòng thi này. À, thì ra cũng có ý đồ của ông Nguyễn Hà. Cảm ơn anh Hà. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo cũng như ban nhạc rất là nhiều. Vỗ tay cho Daily và lát nữa chúng ta sẽ gặp lại. Sẽ không còn những yêu thương. Chúng ta vừa nghe một sáng tác của Tú Dưa, ca khúc Duyên Mình Lỡ. Bây giờ hãy cùng xem kết quả. 1, 2, 3, xoay lại. Em xin cầu ơn ạ. Khanh xin mời chia sẻ của anh Hoàng Bách dành cho Đào Ngọc Sang. Phần trình diễn của em sau cái câu lên giọng gió hơi mờ thì em có câu cuối nó kéo lại rất là nhiều. Anh biết là đây là một bài hát live không dễ. Cho đến cái câu cuối cùng thì anh đã lựa chọn là mình không bấm nữa. Chúc mừng em. Đó là chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách ạ. Khanh xin mời nhận xét của nhạc trưởng Nguyễn Hà. Anh rất thích cái cách mà em chuyển từ một bài của nữ, khi em đưa sang giọng nam em vẫn truyền được một cái cảm xúc nó rất là nam tính vào trong những cái nội dung bài hát mà đã từng được một nữ ca sĩ thành công. Thì anh cho rằng cái sự thay đổi đó của em là mọi người bất ngờ, và đó là cái thành công nhất của em khi em hát bài hát này. Cảm ơn chia sẻ rất xúc tích của nhạc trưởng Nguyễn Hà. Bây giờ hãy cùng lắng nghe những lời nhận xét của nhạc sĩ Đức Huy. Tôi rất thích cái phần trình diễn vừa rồi của bạn, khá hoàn hảo nhé. Và cái tôi thích nhất là bạn sử dụng những cái li ti trong cái lối hát đó, và không có lần nào giống lần nào. Mỗi lần bạn đều dùng nó vừa đủ thôi. Nó nức nở nó cũng vừa đủ, như thế là đủ. Và dành những cái cao trào cho sau khi lên tông rồi đổi. Và kiểm soát hơi thở, tốt lắm, xin chúc mừng. Đó là những chia sẻ của ban giám khảo. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Đào Ngọc Sang. Bạn đã xuất sắc bước vào vòng 2. Mình rất là vui khi mà là người tiếp theo được vào vòng trong. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đem đến những tiết mục thật là tốt nhất để gửi tặng cho tất cả mọi người. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu?
chuông phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu, mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớn, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi, mang đến lại mang về. Và đó là Hữu Phạm. Chúng ta hãy cùng xoay lại và xem ban nhạc dành cho bạn bao nhiêu điểm. 1, 2, 3, xoay lại. Và tổng số điểm dành cho Hữu Phạm là 64 điểm. Thứ hạng hiện tại của Hữu Phạm là anh đang đứng ở vị trí thứ 4. Khánh xin hỏi anh Hoàng Thắng. Anh ơi, lý do gì tại sao hôm nay anh cho điểm 6 không vậy ạ? À? Thật sự mà nói thì khi mà bạn hát cái điệu bossa này thì bạn phải thứ nhất, nhịp phách của bạn nó phải rõ ràng, vô đầu vô thì bắt đầu bạn bị trễ. Và lại khi mà cái tâm lý khi mình bạn hát bài này đầu bạn vô mà bạn trễ một cái thì cái cảm giác của bạn bắt đầu hơi lo lắng rồi, cho nên khi mà bạn thể hiện ca khúc này nó không có tình cảm. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Thắng ạ. Hữu Phạm hay hát điệu xì lâu thì ra mình đổi sang điệu bossa này, Hữu Phạm cũng cảm thấy hơi bỡ ngỡ và lúc đó thì hơi lúng túng một chút, thành ra là bị trễ một nhịp. Phần trình diễn này rõ ràng là em chưa chủ động được nhịp, bởi vì cái bossa này nó rất là cần cái độ tung tẩy với mình chơi với ban nhạc, thì em bị một cái là em vẫn hát theo kiểu cũ. Nhưng thực tế là một người hát thì anh thấy là cũng hơi khó cho em, bởi vì cái bài hát này nó đã quá ăn sâu vào trong lòng người ta, là cái cách hát như vậy, cái cách hiểu như vậy. Thì với anh em truyền tải đúng cái nội dung bài hát, nên là trong tinh thần đồng nghiệp thì anh tặng em thêm một điểm để nó thành điểm 8. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của ban giám khảo. Như Hoàng Bách nói cũng không phải là một bài mà dễ đâu. Nhưng mà ban làm cũng khá là tròn trịa, chỉ tiếc cái khúc đầu thôi. Không sao, nó chỉ thiếu chút xíu thôi. Thật ra đó là anh hiểu Hữu lắm, là Hữu bị phân vân giữa cái slow rock với lại cái bossa nova. Em không biết như thế nào, thành ra là em ra em bị hơi lúng túng chút xíu, rồi ra là nó hơi bị sơ sót, rồi nó vô trễ một chút. Nhưng em hát bài này rất là tốt, không sao, số điểm nó cũng an toàn mà, chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Chí Tài ạ. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Hữu Phạm, thưa quý vị. Thank you.
dài mênh mông, vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng. Vì em mất anh mất anh, mùa xuân đã qua rất nhanh, còn chẳng nỗi đau tuổi say. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa sông, tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Khi em xa anh sống thôi không số bờ, khi em xa anh đã trở về, con sông lang thang đã khổ nơi đầu nguồn, bên em biển đã chết. Khi em xa anh sống thôi không số bờ, khi em xa anh đã trở về, con sông lang thang đã khổ nơi đầu nguồn, bên em biển đã chết. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa sông, tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã xa đi vội vàng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã xa đi vội. Lạc nhau không phải muôn đời, một sáng tác của nhạc sĩ Chiết Phạm, là một ca khúc viết về những bồi hồi, những dung cảm của tình yêu đôi lứa. Họ đến với nhau, họ yêu nhau, và họ cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé. Thế giới đó xoay quanh họ, rồi thời gian trôi đi, cũng không biết tại sao họ đã lạc mất nhau giữa dòng đời rộng lớn, chỉ còn lại chàng trai với những kỷ niệm, với những quá khứ rất đẹp. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với Lạc nhau có phải muôn đời. Thế giới bé thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời. Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên, bài hát với những hy vọng, bài hát với những mơ mộng, cho đời ta chút vui, cho đời ta chút thương. Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời. Dòng người vội vàng quá, người sẽ đứng nơi đâu chờ ta, chờ giữa quan xá ven đường, chờ cuối góc phố năm nào. Xin chờ ta chút thôi, chút thôi. Mình đến đón anh nắng sớm, mình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa. Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng, mình cười nói vu vơ bao chuyện qua. Vì con tim ta
ta trao người hết. Xin người đừng khiến tim này mong nhớ. Hãy hứa sẽ mãi bên ta. Ngày vẫn thế ấm áp tiếng nói, nụ cười người với bao nhiêu buồn vui. Chiều buông nắng gió vẫn khẽ hát thì thầm những khúc ca cho tình nhân. Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giây ôm lấy người. Đời như một giấc mơ mãi không tàn vì người. Bình minh đến đón ánh nắng sớm bình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa. Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng, mình cười nói vu vơ bao chuyện qua. Vì tình yêu ta trao người hết, xin người đừng khiến tim này mong nhớ. Hãy hứa sẽ mãi bên ta. Ngày vẫn thế mà tiếng nói, nụ cười người với bao nhiêu buồn vui. Chiều buông nắng gió vẫn khẽ hát thì thầm những khúc ca cho tình nhân. Sau khi con tim nhỏ bé mơ hoài những ước mơ ôm lấy người. Đời như một giấc mơ mãi không tàn vì người. Đời như một giấc mơ mãi mãi không tàn. Vì xin cảm ơn nhóm bạc theo. Tuấn Nghĩa thân mến, giới thiệu đầu tiên là bạn còn dư tới 4 giây. Nếu 4 giây đó vẫn có thể kịp nói là tôi tên là Tuấn Nghĩa vẫn được. Thôi bây giờ để coi điểm ha. 1, 2, 3, xoay lại, xem điểm. Tổng số điểm của Tuấn Nghĩa là 75 điểm, bạn đang đứng ở vị trí thứ 2. Khánh xin mời những nhận xét của ban nhạc ạ. Khánh mời anh Hoàng Thắng. Anh dành cho em 9 điểm là vấn đề là trong cái đoạn A đầu của em á, em tự sự nhiều quá, nó hơi bị lơi cái nhịp của mình. Cho nên anh không có dành số điểm tuyệt đối cho em. Chứ thật sự phần thi của em hôm nay rất là tốt. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của anh Thắng ạ. Chị rất là vui khi gặp Nghĩa là ở trong vòng này. Thế nhưng mà không biết Nghĩa có lo ra hay như thế nào không? Bởi vì Phượng chưa nhìn thấy những cái xử lý rất là tinh tế của Nghĩa. Ở những vòng trước bạn lên một cách rất là khéo léo. Những cái chữ thí dụ như từ cái chữ gì đó, rồi lên chữ nhớ cả hai lần, một lần trong bài và một lần cuối bài. Mình cảm thấy rất là tiếc. Đó là chia sẻ của Sử Tú Hải Phượng ạ. Cảm ơn các thành viên ban nhạc Việt Nam rất nhiều. Cái phần giới thiệu đầu đó chắc có lẽ Nghĩa chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, là ta nói một vài chỗ nó hơi bị khựng khựng lại thôi. Mách nhỏ nhá, chuẩn bị đầu là cái quan trọng nhất. Bạn phải thu hút chúng tôi thay vì bạn đẩy chúng tôi ra. Đồng ý chưa? Và cái bạn thiếu là gì? Bạn không có cái năng lượng tích cực cho cái bài này. Chúng tôi đều cảm thấy được cái điều đó. Xin chúc bạn cố gắng hơn. Xin chúc bạn là chính bạn trong cái bài tới. Cố gắng lên nhé. Cảm ơn. Vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ và những lời góp ý của ban giám khảo đã dành cho Tuấn Nghĩa. Bây giờ xin mời ban nhạc hãy dành tặng cho Tuấn Nghĩa đề bài tiếp theo ạ. Tuấn Nghĩa ơi, em là người đến từ Hà Nội, đúng không? Và vào trong Nam gặp gỡ khán giả miền Nam, thì anh muốn thách thức em bài hát dân ca của miền Nam là Lý Kéo Chài ha. Và lát nữa em sẽ nghe xem là cái thách thức phụ nó là cái gì. Vâng. Có bộ đề bài này hơi hóc búa đây nha. Chúng ta sẽ còn gặp lại Tuấn Nghĩa ở bài hát thứ hai, thưa quý vị. Mặc dù là phần thi đầu tiên của mình chưa được tốt, nhưng mà ngay sau đây mình sẽ đi luyện tập để cho phần thi thứ hai mình sẽ dồn hết tâm huyết vào ca khúc Lý Kéo Chài. Mong quý vị khán giả hãy ủng hộ. Thank you.
đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lòng, bởi mình nghèo nên chi đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đang với ai? Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ. Thôi đành mang đớn đau cho người vui tròn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Tình ơi sao có câu đời lắm bề dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như áng mây, tôi nước trôi hoài trôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Tôi và em chẳng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm nuôi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên bơi, vì tôi nghèo sao với lên. Bao ngày thơ đã qua, chỉ làm gì vậy. Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau. Riêng mình đêm nay Tuấn Nghĩa có tự tin với phần dự thi vừa rồi của mình không? Mình chưa được hài lòng lắm với thi của mình vừa rồi. Lý do gì? Trên sân khấu cũng có thể là do mình hơi có một chút áp lực, thế nên là mình hơi mất tập trung một chút. Hơi mất tập trung một chút, có một chút áp lực, anh hiểu tại sao. Bởi vì ở vòng 1 tất cả chúng ta đều rất ấn tượng với tiếng hát của Tuấn Nghĩa, cho nên điều đó khiến bạn rất áp lực ở vòng này. Bây giờ hãy cùng Bạch Công Khanh xem số điểm dành cho Tuấn Nghĩa. 1, 2, 3, xoay lại. Wow. Và tổng số điểm của Tuấn Nghĩa là 76 điểm. Thứ hạng hiện tại của Tuấn Nghĩa đang xếp ở vị trí đầu tiên. Không có áp lực nữa nha. Tất cả mọi người vẫn yêu thích tiếng hát của bạn. Bây giờ hãy cùng nghe ban nhạc chia sẻ nhé. Khanh xin được mời anh Đăng Khoa. Với ca khúc này thì về cảm xúc đối với anh là anh thấy đầy đủ, trọn vẹn cảm xúc. Anh không có để ý tới lỗi. Trọn vẹn cảm xúc của anh Khoa mà 9 điểm là khó lắm chứ không phải dễ đâu. Em cảm ơn anh ạ. Khanh xin hỏi anh Vĩnh Khôi ạ. Cái bài này anh thấy em làm rất là tốt rồi, nhưng mà anh không biết là em nói cái chỗ mất tập trung có phải là cái chỗ ở gần cuối bài không? Tức là nó lặp lại cái câu nữa đúng không? Có thể là em tưởng là xong rồi đúng không? Vâng. Nên là hơi bị ngập ngừng chỗ đó. Vâng ạ. Thì cho nên là anh đúng lý là anh định cho điểm 9 á, nhưng mà vì chỗ đó nên anh cho điểm 8 thôi. Dạ. Cảm ơn anh Vĩnh Khôi rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Tuấn Nghĩa. Tuy em có mất tập trung cái đoạn chót, nhưng em là cái người thể hiện cái ca khúc này, đó là cho người ta ăn từ từ, mới đầu vô nhẹ nhàng rồi bắt đầu đẩy lên chút, cuối cùng cao trào. Cảm xúc nó không có làm cho người ta chán nản. Thì riêng anh thì anh thích phía bên này hơn, và anh muốn nghe anh Bách nói cái gì về ca khúc này. Đối với em, phần trình diễn này cũng cuốn hút không thua gì phần trình diễn mở màn. Nhưng cá nhân em thì bởi vì em mê cái giọng hát này quá, nên là em vẫn mong chờ bạn ấy làm nhiều hơn và đong đầy cảm xúc hơn. Bởi vì cái lớn nhất của chàng trai này khi lên sân khấu qua hai lần trình diễn mà em thấy á,
thì là cậu ấy có cách hiểu về bài hát rất là riêng của mình, cảm được cái bài hát rất là tốt. Nhưng mà đáng tiếc là rõ ràng là lần này đối với em là không làm tốt bằng lần trước. Và em tin là nó sẽ tốt hơn, cho nên em mới cho điểm 9. Nên lúc anh Tài khen em vậy em hơi mắc cỡ chút xíu, em thuộc bên này. Em cảm ơn anh Bách ạ. Mình sẽ cố gắng và sẽ không để anh Hoàng Bách phải thất vọng thêm một lần nữa. Dù rằng bạn nói là bạn mất tập trung, nhưng mà tôi vẫn thấy bạn xử lý bài hát rất là tốt. Và chất giọng của bạn vô cùng đẹp. Và tôi mê mẩn giọng hát của bạn đấy. Chúc mừng bạn. Em cảm ơn chị. Cảm ơn ca sĩ Như Quỳnh ạ. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Tuấn Nghĩa thưa quý vị. Còn không em, còn đâu nhớ mong chờ. Còn không em, còn đâu nhớ ngây thơ. Còn không em, một giây phút dài khờ. Ngày êm ấm xa mờ, đời em cũng thôi mộng mơ. Về đi em, ngày mưa gió nào nề. Về đi em, đường sao quá lê thê. Về đi đời em cánh hoa tàn, rụng rơi đến khi mùa xa. Về đi em, về trong nỗi hao gầy. Đời chua cay, tưởng như mấy ai hay. Người cho giây phút nghi ngờ, đợi cho em thành tương đã trở về. Thuyền ai đưa về tới bên cung thừa. Chuyện ngày xưa, chuyện sau vẫn đông đưa. Còn trên môi một câu nói ta từ, một đêm thôi ngày mưa sắp qua rồi. Thuyền ai đưa về tới bên cùng thuyền. Chuyện ngày xưa, chuyện sau vẫn và Cao Trung Hiếu ca khúc Cánh Hoa Tàn. Lê Chánh Tiến thân mến, cho anh hỏi một câu nhé, khi bạn hát ca khúc này bạn nghĩ đến ai đầu tiên? Em nghĩ đến những người phụ nữ lấy chồng xa xứ.
Có thể là bạn nghĩ một cái hình ảnh nó hơi lớn như vậy để mình lấy một cái nội lực mình hát cho nó dữ dội hơn. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho Lê Chánh Tín bao nhiêu điểm. Xin mời. 1, 2, 3, 6. Tổng số điểm dành cho Lê Chánh Tín là 66 điểm và thứ hạng hiện tại của Lê Chánh Tín là Lê Chánh Tín đang đứng ở vị trí số 6. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ của các thành viên ban nhạc. Đầu tiên, Khanh xin mời Hoàng Thắng ạ. Đoạn đầu bắt đầu em vô thì em đầu hơi vô sớm. Khi bắt đầu em vô bài, bắt đầu lúc đó là giống như cái tâm lý của em nó không ổn định. Thì em hát nửa bài đầu là có giống như là em hát trong cái nỗi lo sợ. Cộng với những cái nốt bữa nay em rung á, mấy cái đuôi á nó bị rung nhiều quá. Rồi tới khi đoạn lên tông em cũng lại bị mắc lại sai lầm nữa. Ngày hôm nay mình thiếu một chút may mắn, cho nên là phần trình diễn của mình nó không đạt được như mong đợi. Bây giờ Lê Chánh Tín, chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ đến từ ban giám khảo. Như Quỳnh rất là tiếc, giọng em rất là nam tính, rất là hay. Nhưng mà không sao, vẫn còn cơ hội. Vẫn còn có cơ hội mà. Không sao hết, tất cả số điểm vẫn chưa dừng lại ở đó. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Lê Chánh Tín. Và lát nữa chúng ta sẽ gặp lại Lê Chánh Tín nha quý vị. Bàn tay nắm ngón xuống đưa vào nhau mộng mơ ngoài trời mưa hoài gió mưa nặng nề người về nghe xa và đó là Duy Quỳnh cùng với Đăng Nguyên. Xin chào Đăng Nguyên. Xin chào anh. Một năm rồi, cảm xúc hiện tại của Đăng Nguyên như thế nào nè? Thực sự là một năm qua đi thì cái cảm giác của Đăng Nguyên đứng trên sân khấu lúc này, mặc dù lần này là không chấm điểm của em nữa, nhưng vẫn rất hồi hộp. Và đặc biệt là hỗ trợ cho Duy Quỳnh trong phần dự thi này nữa đúng không nào? Và vẫn là một tiếng hát vô cùng nồng nàn và đầy nội lực. Một lần nữa cảm ơn Đăng Nguyên rất nhiều vì đã hỗ trợ cho Duyên Quỳnh trong tiết mục này. Xin cảm ơn bạn. Cô gái bé bỏng Duyên Quỳnh đã hoàn thành cái nhiệm vụ chính của mình trong đêm nay rồi. Và phần thi này, ban giám khảo và ban nhạc không có chấm điểm. Họ sẽ đưa ra những nhận định và những đánh giá riêng của họ. Hôm nay em đã thể hiện được tốt với cái sự hỗ trợ của bạn Đăng Nguyên. Bạn ấy giọng rất khỏe nhưng đã biết kềm lại để cho lắng nghe được cái giọng chân giọng thật của em. Và đối với cá nhân anh rất là thích cái phần trình diễn và hát của em ngày hôm nay trong nhạc phẩm Cho Lần Cuối của Lê Nguyên và Phương. Cảm ơn em. Chị Như Quỳnh chỉ dùng một từ thôi. Rồi nói tư duy. Tuyệt. Tuyệt. Quỳnh ơi tuyệt lắm. Xin mời những nhận định của ban nhạc dành cho Duyên Quỳnh. Đầu tiên xin mời nhạc sĩ Nguyễn Hà. Cái đoạn đầu em hát cùng với là Đăng Nguyên mà không có nhạc đệm á, thì anh thấy ở em có một cái đức tính rất là hay. Đó, tức là khi mà mình hát như vậy á, thì phải tin tưởng vào đối phương rất là cao, đúng không? Một cái thời gian chuẩn bị rất là ngắn nhưng mà em vẫn quyết định là sẽ hát cái nguyên cái đoạn đầu đó không có nhạc đệm. Đó, thì anh thấy ở em một cái sự rất là tích cực khi mà nhìn nhận về người khác. Đó là một cái điểm sáng mà anh nhìn thấy ở em. Cảm ơn những lời chúc của nhạc sĩ Nguyễn Hà đã dành cho Duyên Quỳnh. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Chào Duyên Quỳnh, em là một trong những thí sinh mà cho chúng tôi thấy là cái sự tiến bộ lên mỗi ngày, mỗi tập. Em dám thử thách, em dám bước vô những cái đường rất là khó. Và khi em làm thì em làm rất là tốt. Và chị mong rằng sau cái cuộc thi này, dù em đạt giải quán quân hay là á quân, thì em cũng như tất cả các bạn đã đến những cái vòng cuối cùng sẽ xác định được cái con đường của mình.
Bởi vì qua một cái cuộc chơi như thế này thì các bạn sẽ biết được rằng là à, thế mạnh của mình nằm ở đâu. Và mong rằng em cũng như là tất cả các bạn sẽ gặt hái được những thành công trên cái con đường mình đã chọn. Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Một lần nữa cảm ơn tất cả các thành viên ban nhạc rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa để chúc mừng Dương Quỳnh vừa hoàn thành phần thi tiếp theo của mình. Thời gian của cô ấy bắt đầu để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Anh à, nếu có một lần tôi biến mất, anh còn nhớ phải đi tìm tôi không? Vừa đến với một sáng tác của Vũ Huy Hoàng, ca khúc Rời Bỏ. Trường hợp này không biết là đang chơi đòn tâm lý hay là cảm xúc thật đây. Chưa hát là đã thấy khóc rồi. Em nghĩ cảm xúc như thế nào với bài hát này mà Khanh thấy bạn rất là nhập tâm luôn á? Bài này cũng chính là câu chuyện của em đã từng trải qua. Bây giờ quay lại nha, có bao nhiêu điểm nè? 1, 2, 3, xin mời. Và tổng số điểm dành cho My Nguyễn là 68 điểm. Thứ hạng hiện tại của My Nguyễn là bạn đang đứng ở vị trí số 5 cùng với Thu Uyên. Bây giờ sẽ là những chia sẻ đến từ các thành viên trong ban nhạc. Khanh xin mời anh Đăng Khoa. Ca khúc này thì riêng về cảm nhận của anh thì em hát tốt, đưa được cái cảm xúc của mình vô. Thế rồi anh Bỉnh Thôi thì sao? Hôm nay là My Nguyễn hát rất là hay luôn. Nhưng anh thấy là ở cái vòng này với điểm 8 như vậy anh thấy là rất là giỏi rồi. Nếu được vào vòng trong, hy vọng em sẽ cố gắng ha. Xin cảm ơn các thành viên ban nhạc rất là nhiều ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho My Nguyễn. Tôi nói cho bạn hiểu là cái cảm xúc nó chỉ là hạng nhì so với cái kỹ thuật. Thế thì tôi xin nhắc các bạn là bớt cái cảm xúc đi. Bây giờ chúng ta thi, chúng ta làm một bài hát cho nó tròn. Thì thứ nhất là gì? Nốt cho đúng. Thứ hai, nhịp cho nó vững. Thứ ba, nhấn nhá cho nó có, đừng có đều đặn. Không cần phải khóc. Nha. Rồi, cảm ơn. Yeah.
Nếu như mà có cơ hội thì mình sẽ tiết chế lại cảm xúc của mình hơn, sẽ thể hiện tốt hơn ở vòng sau. Một lần nữa cảm ơn My Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn My Nguyễn. Con yêu nhau, con thương nhau mà phải xa nhau rồi. Ngày mình xa nhau em khóc theo bóng anh đi. Em có biết anh đã cố ghi chặt nước mắt. And you know, mặc dù chúng ta đều hay lý do phải cách xa, anh đã không thể nào tìm cách để trọn đêm chẳng thể chợp mắt. Without you, 'cause without you, anh đã không thể nào tìm cách dừng lại nỗi nhớ từng đêm trào dâng. Cần là môi ấm ngọt ngào, khó ngăn lần vì sao. Bây giờ đây là anh muốn hết, hết nhớ em người ơi. Anh muốn hết, muốn hết, muốn hết lên nhớ em người ơi. Thêm được bên em, được yêu, được hôn nhớ em nhiều quá. Thêm được bên tên Daily hát nghe mê ly mà còn hát tan nữa, tan mà tan chảy lòng người luôn. Có thể cho Khanh biết là bạn đến từ đâu không? Em là dân tộc Banar đến từ tỉnh Gia Lai, núi rừng cao nguyên hùng vĩ. Wow, cảm ơn bạn. Không biết ban nhạc sẽ chấm điểm cho bạn ra sao. Bây giờ chúng ta 1, 2, 3 xoay lại nha. 1, 2, 3. Có một dấu chéo xuất hiện. Ai bấm? Dạ anh Trung Sinh. Em bấm. Tại sao? Em đang rất là thắc mắc, tại sao? Sao anh Trung Sinh hãy trả lời cho mọi người biết. Xin chia sẻ cho bạn là có hai cái mà dẫn tới quyết định mà Sinh bấm. Là thứ nhất á, là trước khi bạn bước ra là Sinh chưa có biết bạn là người dân tộc. Dạ. Nên khi có những cái ca từ nó chưa có chuẩn. Dạ. Với cái thứ hai nữa là lúc mà bạn qua cái tiếng gì mình là không có hiểu là cái gì. Dạ. Dạ. Đấy là em hát bằng tiếng Banar, tiếng mẹ đẻ của em. Bên kia đang phẫn nộ lắm em. Thảo, em muốn nghe ý kiến của anh. Tốt như thế mà lại không cho đi thẳng à? Đối với anh là anh rất thích. Không, cái này mà mình coi như là mình cho bạn được hát thêm một bài nữa để mình thưởng thức thôi, đâu có sao đâu, đã hay rồi. Anh nghĩ là em phải đi học tiếng Bana đi. Nguyên cả ban nhạc ở đây anh em đều hiểu, tại sao mình em không hiểu? Em không hiểu, em không hiểu. Mà cho anh hỏi Daily nè, tại sao bạn quyết định dịch cái nửa bài còn lại ra tiếng dân tộc của mình? Dạ, thưa anh, tại vì rất nhiều lần em đi trên buôn làng và gặp rất nhiều bà con. Họ nói chuyện với em, nếu sau này mà đi hát bất cứ nơi nào, còn nếu có thể, con hãy hát tiếng mẹ đẻ. Bởi vì khi thấy con trên sân khấu thì các bác sẽ rất tự hào. Bởi vậy mà em quyết định dành tặng một vài câu đó cho bà con của mình. Vâng. Và cá nhân Khanh rất thích nửa bài sau của bạn. Cảm ơn các thành viên của ban nhạc rất nhiều. Cảm ơn Daily. Bây giờ chúng ta nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho bạn nhé. Bạn thực sự là một người mà làm cho tôi nể phục đó. Em cảm ơn nhiều ạ. Khi bạn hát tôi xúc động vô cùng.
giọng hát của bạn rất là núi rừng và mang một tính chất rất là hoang dã, làm cho tôi nhớ tới, không biết Nguyễn Hà và ban nhạc còn nhớ tới ca sĩ, nhạc sĩ Y Moan. Dạ, chính xác ạ. Có đúng không ạ? Dạ, cảm ơn chị. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Daily có một cái giọng hát mà trời cho quý hiếm lắm. Cái khả năng hát cái những nốt cao mà vững, mà chắc của bạn đó đã hay rồi. Thế nhưng mà nếu mà bạn có thể giữ được cái cảm xúc trong trái tim mà mỗi lần bạn hát như thế này đó, thì nhiều khi bạn chỉ cần thỏ thẻ một vài lời nó cũng đủ làm mọi người ngồi lại gần với nhau. Xin chúc mừng bạn rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn ban giám khảo ạ. Vâng, đáng nhẽ là tôi không thích nhìn cái số 1 kia đâu đó. Thế nhưng mà thôi, dạ, lỡ rồi. Đằng nào bạn cũng hát cho chúng tôi nghe thêm một bài nữa. Daily, em có thể hát giùm anh cái bài Đôi Chân Trần của Yvonne Cassor được không? Dạ. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Bây giờ là thời gian để Daily chúng ta vào bên trong tập luyện. Không sao cả. Một lát nữa mình sẽ trở vào trường quay để chinh phục ban giám khảo. Các bạn cổ vũ cho mình nhé. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Daily thưa quý vị. Trăm năm, sáu, bảy, tám, chín, bạn thích số nào nhất? Em thích số 10. À, thích số 10 nhất hả? Bạn mong có bao nhiêu số 10 xuất hiện nè? Càng nhiều càng tốt ạ. Càng nhiều càng tốt, Khanh cũng mong như vậy. Và chúng ta hãy cùng xem số điểm của ban nhạc dành cho Thu Uyên. 1, 2, 3. Tổng số điểm dành cho Thu Uyên 68 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Thu Uyên là... Thu Uyên đang đứng ở vị trí thứ 5.
Anh hỏi anh Bách nè, lại một cái động tác ngao ngán như thế này, anh tiếc nuối một điều gì chăng? Rõ ràng là tiếc nuối rồi. Cái tâm thế của em đặt vào trong cái bài này anh thấy rất là phù hợp về tình cảm, về cách thể hiện. Trừ cái đoạn điệp khúc em hơi chơi vơi một chút về nhịp với ban nhạc, và ban nhạc phải nâng cho em khá là nhiều. Anh nghĩ là với bản thân anh cái điểm 8 này là cũng hơi rộng tay. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Chắc là có lẽ vì tâm lý, và lên trên sân khấu thì rất là nhiều thứ mà mình phải để tâm á, cho nên là một chút loạn choạng bị chật nhịp. Và bây giờ Khanh muốn lắng nghe chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hà. Bạn hát những cái loại nhạc tình cảm, loại nhạc chậm này, cái cách bạn vào nhịp nó rất là hay, vì nó vẫn đúng nhịp nhưng mà nó lại rất là tình cảm. Đó là ưu điểm của bạn. Cho nên là bạn bị lệch nhịp trong đoạn điệp khúc này thôi, đó là do tâm lý của bạn như thế nào đó. Nhất là cái lỗi đó nó xảy ra vào cái nốt đầu tiên ở cái đoạn quan trọng nhất. Dạ. Yeah. Nó bị mất cái hơi, nó bị hụt cái hơi, đúng không? Dạ. Yeah. Thành ra mình không nghe thấy chữ đó. Cái bài này nội dung nó buồn hay vui vậy? Dạ, nếu đời không có nếu anh thì là buồn anh. Rồi, chắc chắn là buồn. Em bước ra là em cười rồi. Rồi em hát nguyên bài này có chỗ em lại cười rạng rỡ. Đúng rồi, bài này buồn mà. Rất là tươi. Bạn cười rạng rỡ quá. Giống như là em hát bài yêu bài anh dài lâu nhạc rồi bên nhau ngày vui gì đó, không có nữa. Ra cấm cười. Cảm ơn tất cả những chia sẻ của ban giám khảo cũng như là ban nhạc đã dành cho Thu Yên, thưa quý vị. Bây giờ sẽ là số điểm dành cho Kaozami. Xin mời. Xin mời ban nhạc. Và tổng số điểm của Kaozami là 75 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ 5. Khanh xin mời anh Đăng Khoa. Cái bài này thật ra là một bài khó hát chứ không phải là dễ đâu. Đối với anh thì anh hài lòng với phần trình diễn của em. Thế còn anh Quang Trung thì sao? Những cái bài hát như anh Khoa anh chia sẻ, bài này là một trong những cái tác phẩm rất là khó thể hiện, mà với một cái nội lực như em thì là anh nghĩ sẽ làm tốt hơn
cái phần xương thấp của em á, em xài kỹ thuật nhiều quá, anh nghe nó cái chữ nó bị mờ lắm. Rồi cái phần cuối của em á, cái lúc mà lên giọng gió đó, anh nghe chưa có đã lắm. Anh dành cho em cái con điểm 8 này là khích lệ em đó. Tôi cũng đã rất cố gắng để hoàn thiện xong và cái phần hát của mình. Tuy là nó chưa được trọn vẹn lắm, nhưng mà đó là những gì mà Ca Ư đã cố gắng hết sức. Cảm ơn Quang Trung ạ. Cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều ạ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo nhé. Bài này là chắc là 100 người thì chỉ một người hát có cái khả năng hát được thôi. Kén, rất là kén. Và cái mà tôi còn đọng lại mà tôi giữ lâu nhất là cái khàn khàn của em á. Nó hát rất là quyến rũ. Tuy nhiên nó lại cho tôi cái cảm tưởng như là hình như là giống một ai đó. Thành ra để ý cái vấn đề đó dùm. Còn cơ hội, không sao đâu. Dạ. Số điểm nó chưa dừng lại ở đó. Bây giờ vào bên trong chuẩn bị tinh thần đến với thử thách. Rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người, ta say đắm bên nhau. Rồi mai người đi xa, tình yêu rồi xa quá. Yêu anh đậm sâu. Thưởng thức một sáng tác của Trần Tâm, Hãy Đến Với Anh. Rồi bây giờ mình xoay lại xem điểm nha. Xin mời Cư Sammy, 1, 2, 3. Tổng số điểm của Cư Sammy là 84 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Nếu như Duyên Quỳnh không có 10 điểm sẵn của tuần trước thì hiện tại Cư Sammy đang đứng ở vị trí đầu tiên. Bài này thấy ban nhạc đánh sung quá. Xin mời anh Quang Trung. Chào em Sammy. Em á, thật sự hôm nay em rất là hot, rất là nóng đó. Anh thấy cái phần diễn này làm anh với anh Thảo phải nhảy chung với lại cái bài hát của em. Thế còn anh Thanh Thảo thì sao ạ? Theo cái cảm giác và cảm nhận của anh, hôm nay em đốt cháy sân khấu này với ban nhạc của tụi anh. Và em giống như là em diễn với tụi anh đó chứ không phải là em đang đi thi. Dạ cảm ơn anh Thảo. Bài anh với anh Thảo là rất thích cái phần biểu diễn của em. Hai con số 10 dành tặng cho em. Anh Đăng Khoa chưa bao giờ thấy cho điểm 10. Bữa nay cho điểm 10. Phần trình diễn của em hôm nay là rất tiếc là anh không có nhìn được, anh chỉ nghe thôi. Nhưng mà cái giác quan thấy là rất là xem cái ban nhạc, anh chấm điểm 10. Cảm ơn Đăng Khoa, cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều vì đã dành những lời khen cho Cư Sammy. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ban giám khảo. Cư Sammy ơi, em làm bốc cháy từ ban nhạc quyền năng cho tới chúng tôi luôn. Thì không còn gì để mà diễn tả được nữa cả. Đúng rồi. Mà nước da nâu. Nâu đẹp quá. Nâu đẹp quá. Rất là đẹp.
Sao Chí Tài lặng người luôn? Dạ, anh biết rồi. Đây là cái số thứ 9 rồi. Mà sao cái cô này mỗi lần có bước ra em thấy cổ càng đẹp hơn, nó biết sao á. Mà hát điềm tĩnh vừa đủ, nó không có quá. Anh chúc mừng em, trời ơi thích quá. Thích quá. Cảm ơn Chí Tài. Khi một người ca sĩ và một ban nhạc trở thành một thì không có gì để nói nữa. Xin chúc mừng em. Cảm ơn những lời khen của ban giám khảo dành cho cô Jamie. Cô Jamie hôm nay thật sự rất là hạnh phúc, rất là vui vì đã cố gắng hoàn thành tốt cái bài hát của mình. Cô Jamie cũng xin cảm ơn các anh chị ban nhạc cũng như là cô chú ban giám khảo đã đóng góp những ý kiến rất là hay, rất là bổ ích để cho cô Jamie có thể làm tốt hơn trong cái tập tiếp theo nếu như cô Jamie vô vòng trong. Gemini với một sáng tác của Thanh Sơn, Nỗi Buồn Hoa Phượng. Nghe bạn hát tự nhiên Khanh nhớ là cái thời Khanh đi học quá. Bây giờ chúng ta cùng xoay lại xem ban nhạc dành cho Bảo Anh Gemini bao nhiêu điểm. 1, 2, 3, xin mời. Tổng số điểm của Bảo Anh là 73 điểm. Thứ hạng hiện tại của Bảo Anh, bạn đang đứng ở vị trí thứ 5. Không sao, số điểm này vẫn còn có thể tăng lên nữa. Và chị thể sẽ thật là trước em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể hát bolero. Thành ra đây khi mà lên sân khấu được cảm giác như là khi mà cất được cái câu đầu tiên á là tim như muốn ngừng đập. Đầu tiên Khanh xin mời anh Hoàng Thắng ạ. Thật sự mà nói em hát bài này chỉ gọi là tròn thôi, chứ về cái độ tình cảm và cái độ mùi theo cái kiểu này thì thật sự em chưa có. Cho nên anh dành tặng cho em 8 điểm. Dạ, cảm ơn Hoàng Thắng ạ. Thế còn Chánh Thảo ạ, anh đã cho 9 điểm. Anh có lý do cho 9 điểm là tại vì mấy vòng trước á em hát về nhạc nhẹ mà với giọng này thì em lại tự thử thách mình với giọng nhạc bolero. Thì dĩ nhiên thì những nhận xét của các bạn ở đây thì anh thấy là đúng chứ không phải là sai. Thành ra cho nên là điểm này anh cho chính là để khích lệ em cố gắng hơn nữa. Ok, cảm ơn những chia sẻ của anh Chánh Thảo ạ. Thế còn anh Nguyễn Hà thì sao ạ? Thì anh nghĩ về nè, là trong cuộc thi này á, tại sao là anh cứ thích các bạn thay đổi bản thân? Vì
Đây là một cái cơ hội mà các bạn có thể thử mình ở nhiều cái khác nhau. Đó. Cho nên anh nghĩ rằng là với những cái gì mà em đang mang đến ngày hôm nay, nó có gì đó có nét mới lạ, thì em thử suy nghĩ ra nếu như mà mình tiếp tục luyện tập, mình hát thêm nhiều bài hát khác nữa, biết đâu nó lại là một cái sự xuất hiện mới mang lại những cái hay. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà và các thành viên ban nhạc Quyền Năng. Giờ chúng ta nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Nè, lần đầu tiên mà hát bolero vậy là hay rồi đó. Mà con hát chỉ có những cái từ nhiều khi con chưa có quen đó, con hát âm nó còn cứng cứng. Chẳng hạn như là những cái nốt xuống thấp á, bạn hát nó bị phô và xuống không có tới, hơi bị mờ. Nó mờ đi, mỗi năm đến thời hè lòng man mát buồn. Buồn nhưng mà khi em ngân cái chữ buồn em ngân sớm quá, cho nên là nó chưa ra giống như là ngũ cung. Nên nó chưa xến rồi, gọi là chưa đó, có mùi lắm. Lần đầu đúng mà. Thì đương nhiên phải công nhận là em rất là can đảm và táo bạo đã chọn cái dòng nhạc mà bolero rất là khó, nhưng mà em đã cố gắng làm hết cái khả năng của mình. Cảm ơn các thành viên ban giám khảo rất nhiều, và lát nữa đây chúng ta sẽ còn gặp lại Bảo Anh Gemini trong phần thử thách. Chúc mừng Bảo Anh đã hoàn thành phần dự thi của mình.